Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Nguyễn Minh Triết đã đến thăm tặng quà cho thiếu nhi tại các trung tâm nuôi dạy, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Đến thăm làng Hy vọng tại quận Thanh Khê, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và học sinh nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập làng. Trải qua 30 năm hoạt động vì mục đích nhân đạo, làng Hy vọng đã nuôi dạy giúp đỡ hơn 700 trẻ mồ côi, khuyết tật, giúp các em có một tương lai tươi sáng, đúng như tên gọi Hy vọng của mình. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các em học sinh tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực phấn đấu, không ngừng phát triển bản thân, trưởng thành hơn để tự lo cho bản thân và đóng góp, đưa làng Hy vọng không ngừng phát triển. Đến thăm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng tại quận Liên Chiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đi kiểm tra cơ sở vật chất nuôi dạy trẻ, nơi ăn chốn ở của hơn 60 học sinh nội trú. Hòa chung không khí vui tươi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cùng với thầy và trò nơi đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng quà cho từng em, ghi nhận thành tích học tập và động viên các em cố gắng phát huy năng khiếu bản thân, hướng nghiệp phù hợp với khả năng của mình để có thể trưởng thành tốt hơn. Đồng thời đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm tiếp tục duy trì các nguồn lực sẵn có, mạnh dạn đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố các chính sách cần thiết để hỗ trợ tốt hơn công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật. Tại làng trẻ em SOS Đà Nẵng, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng quà và chúc mừng tất cả các em thiếu nhi tại đây. Chúc các em đón một mùa hè vui tươi, hạnh phúc bên các anh chị em và mẹ dì. Thành phố luôn ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên đang công tác tại làng, đánh giá cao chất lượng dạy và học của thầy và trò. Bên cạnh chăm lo chất lượng giáo dục chương trình học phổ thông, làng còn tạo điều kiện cho các cháu phát huy tài năng và phát triển toàn diện. Thành phố sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đến hoạt động của các tổ chức xã hội nói chung, của làng SOS nói riêng, chỉ đạo các sở ngành địa phương quan tâm hỗ trợ cả về cơ sở vật chất, chuyên môn, giới thiệu các tổ chức từ thiện xã hội chung tay chăm sóc và nuôi dạy tốt các em.